trong vườn của mình có rất là nhiều những chú khủng long luôn nha, cùng nhập với mình nhé. Đầu tiên chúng ta có một chú khủng long có thân hình khổng lồ và có làn da màu cam, có tên gọi là Brachiosaurus. Chú có 4 cái chân chắc và dài, tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm và chú có một chiếc cổ siêu dài luôn. Chú là loài khủng long ăn thực vật nha mọi người. Oh wow, và đây chúng ta có một khủng long cổ dài Brachiosaurus. Các bạn có thể thấy con khủng long này nó to chưa kìa, thấy không? Đó, xịn chưa kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khổng lồ và có làn da màu xanh dương, tuy nhiên phần lưng, đuôi và cổ thì lại có màu cam. Và chú có những chiếc gai nhọn mọc đối xứng trên lưng trông khá là đáng sợ luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là dài và nhỏ, và cái cổ của chú cũng dài không kém và được bao bọc bởi những chiếc gai nhọn. Chú có một cái đầu khá thô và dài và mọc đầy những chiếc răng nhọn. Tuy nhiên đây là một chú khủng long ăn thực vật nha mọi người. Và chúng ta có gì đây các bạn? Brachiosaurus các bạn. Một con khủng long khổng lồ nha các bạn, nhìn to chưa kìa, không? Những cái gai nhọn nhìn rất là to lớn luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long đuôi kiếm. Chú có thân hình khá là đồ sộ và 4 cái chân khá là ngắn, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm luôn nha. Chú có làn da màu vàng và những chiếc phay ở trên lưng của chú thì lại có màu nâu, trông khá nổi bật và nhìn trông giống như những ngọn lửa vậy. Chú có một cái cổ khá là ngắn và cái đầu của chú cũng khá là nhỏ nha mọi người, và đôi mắt của chú thì đen nhánh. Chú là loài khủng long ăn lá cây nha. Wow, và đây là con Stego khổng lồ. Wow, các bạn thấy con khủng long Stegosaurus khổng lồ của mình như vậy, to quá trời to luôn đó. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn và có làn da thô dày. Chú có làn da màu tím, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh dương và đuôi của chú cũng khá là ngắn, và 4 cái chân của chú trông khá là chắc khỏe luôn. Tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm và chú có một cái bờm khá to ở trên đầu nè. Ngoài ra chú còn có một cặp sừng cứng nhọn và dài nha mọi người, và một cái sừng khác khá là nhỏ ở trên mũi. Chú là loài khủng long ăn thực vật nha. Wow, và đây là Pteranodon nha, loài khủng long khá đặc biệt với cái phần đầu là cái tấm khiên nè các bạn, và cái đầu của nó rất là ngầu nữa chứ, to quá trời to luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn và rắn chắc. Chú có tên gọi là Spinosaurus nha. Chú có một cái vai khá lớn ở trên lưng, đuôi chú dài và mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn, và cổ chú cũng dài không kém, và trên chiếc cổ ấy là một cái bờm và nó có màu cam nha mọi người. Và nhìn hai chân trước và hai chân sau của chú này khá là chắc khỏe và dài, chứng tỏ chú có thể di chuyển rất nhanh nha, và chú là loài khủng long ăn thịt đó nha. Wow, và đây là con Spino. Wow, các bạn có thấy con khủng long Spinosaurus mình chưa? Nó rất là to lớn luôn nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ có 4, chú có 4 cái vai dài và mọc đối xứng nhau trông khá là đẹp luôn này mọi người, và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Thân hình chú được bao bọc bởi một lớp vảy to cứng và có màu đen tuyền luôn, và chú có một chiếc cổ siêu dài luôn này mọi người. Trên chiếc cổ ấy là một cái đầu trông giống như đầu rắn vậy, trông khá là nguy hiểm luôn, cộng với đôi mắt màu đỏ trông rất là đáng sợ nha mọi người. Đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn và rắn chắc nha mọi người. Chú có làn da màu xanh sẫm và có những vệt lằn màu đen chạy dọc khắp thân thể. Chú có một chiếc đuôi khá dài và cong nha mọi người, và nhìn hai chân sau của chú này to và chắc khỏe, chứng tỏ chú di chuyển rất nhanh nha. Và nhìn kìa, chú có hai cái chân trước trông khá là nhỏ bé và không hề có móng vuốt, trông khá là vô dụng luôn nha mọi người. Đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Wow, và đây là con khủng long T-Rex đây các bạn. Đây là T-Rex khổng lồ của mình đây các bạn, nhìn nó to chưa nghe đó. Và đây chúng ta có một chú thằn lằn bay nè mọi người. Chú có làn da màu xanh dương và đôi cánh trải dài, trên đầu cánh đó là hai cái bàn tay nhỏ xíu mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Và chú có một chiếc đuôi khá ngắn nữa nha. Cái đầu của chú có một cái sừng cứng và nhọn, và móng của chú dài và nhọn không kém nha mọi người. Chú là loài khủng long bay, thường bay lượn trên bầu trời và là loài khủng long ăn thịt nha. Wow, thằng lằn bay khổng lồ Pteranodon các bạn. Các bạn có thấy con khủng long nữa không? Đây là con Pteranodon khá là to lớn luôn này các bạn, nhìn ngồi chứ kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu cam nha mọi người, khá
là sần sùi luôn. Chú có một chiếc đuôi khá thun và dài. Thân hình của chú nhỏ bé, hai chân trước và hai chân sau khá tròng trịa và trông khá là yếu đuối luôn. Hai chân trước của chú không hề có móng vuốt luôn nha mọi người. Chú có một chiếc cổ khá là dài và đầu của chú có một cái sừng khá là cứng. Chú thường dùng cái sừng này để tấn công các loại khủng long khác khi gặp nguy hiểm nha. Là loài khủng long ăn thực vật. Và đây là Brachiosaurus. Thì các bạn, loài khủng long được chia màu gần là loài khủng long khá là thân thiện luôn nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé luôn. Chú có làn da màu xanh dương thoa lẫn màu trắng. Bốn cái chân của chú nhỏ và ngắn, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm nha. Và nhìn kìa, chú có một cái đuôi khá là dài đó. Cổ chú siêu dài luôn và trên cổ có một cái vần nha mọi người. Đầu của chú khá nhỏ và chú có một đôi mắt màu đen và cái miệng nhỏ xíu nè, trông khá là dễ thương luôn. Chú là loài khủng long ăn thực vật. Oh, wow, Amaga khủng long. Wow, mày đây khủng long Amaga siêu lớn, nhưng mà nó to chưa kìa, thấy không? Đó, xịn chưa? Và đây chúng ta có một chú khủng long, nó khá là nhỏ bé luôn nha mọi người. Chú có làn da màu trắng và hai bên hông thì lại có màu xám nha. Đuôi của chú khá là ngắn và mọc đầy những chiếc gai nhọn. Hai chân trước và hai chân sau của chú chắc khỏe và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn trông khá là nguy hiểm và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong khi săn mồi nha mọi người. Thì đầu của chú khá là to và mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Đôi mắt của chú đỏ ngầu này chứng tỏ đang là một chú. Wow, và đây chúng ta có một con Interpret đang tiến ra ngoài thì nó bò gì ngầu chưa kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú thằn lằn. Chú có làn da màu xanh lá như mọi người và khá là sần sùi luôn. Đuôi của chú khá là ngắn nữa. Đặc biệt trên lưng chú là một cái vai khá to và khổng lồ luôn nha mọi người. Bốn cái chân của chú mọc đầy những chiếc móng vuốt có sắc nhọn màu đen nhánh trông khá là đáng sợ luôn. Chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Wow, và chúng ta hỏi gì đây các bạn? Đây là đi Mechelon nha các bạn. Chúng ta một con khủng long đi Mechelon khá là to lớn luôn vậy các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long được gọi là khủng long đuôi kiếm nha mọi người. Bởi vì đuôi của chú có bốn cái sừng mọc ra sắc và nhọn trông giống như những lưỡi kiếm vậy. Chú có làn da màu xanh lá và trên lưng chú là hai hàng phay mọc đối xứng với nhau thành một hàng dài trông khá là đẹp luôn. Nó có màu đỏ tươi nha mọi người và trông nó giống như những cánh hoa vậy. Chú có một chiếc đực của cái cổ khá dài nha mọi người và đôi mắt đen nhánh. Cái đầu của chú khá là nhỏ và chú là loài khủng long ăn thực vật nha. Wow, đây là một con stego khổng lồ. Wow, nhìn nó lớn chưa kìa các bạn, nhìn cái kích thước con này phải có 2-3 mét luôn các bạn, rất là to luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu đỏ nha mọi người. Tuy nhiên phần sống lưng của chú thì lại có màu đen. Chú có một thân hình khá là nhỏ nhắn luôn và trên lưng chú có một chiếc vây khá lớn. Chú có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Đuôi chú khá nhỏ và ngắn. Hai chân sau của chú khỏe mạnh tuy nhiên lại khá là nhỏ bé. Tuy nhiên chú có thể chạy rất nhanh đó. Hai chân trước của chú thì lại trông khá là vô dụng luôn nha. Và đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Oh, và đây mình có một con khủng long Spino khổng lồ đấy các bạn. Đây là chú khủng long Spino Solus khá là to đấy không? Đó, xịn chưa? Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là rắn chắc luôn. Và chú có làn da màu hồng nha mọi người. Chú có tên gọi là Carnosaurus. Chú có một chiếc đuôi khá là dài và nhọn. Phần lưng của chú thì lại có màu xanh dương và mọc đầy những chiếc gai nhọn tua tủa trông khá là nguy hiểm luôn nha mọi người. Hai chân sau của chú gân guốc và có đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn giúp chú di chuyển khá là nhanh luôn. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại khá là yếu đuối và trông khá là vô dụng luôn. Và đặc biệt chú có hai cái sừng ở đây. Và đây là con Carnotaurus của mình, các bạn nhìn nó to chưa kìa không? Wow, chúng ta một con khủng long cano khổng lồ trên đầu nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long bạo chúa nha mọi người. Thân hình của chú rắn chắc và to khổng lồ. Chú có tên gọi là T-Rex và là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Vì thân hình của chú đầy những vết thương do các trận chiến mang lại và nhìn hai chân sau của chú này to khỏe khổng lồ và đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn luôn, trông khá là nguy hiểm nha mọi người. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại không hề có móng vuốt và khá là nhỏ bé, trông khá là yếu đuối luôn. Wow, con Spino lao vào với một cú táp rất là mạnh vào người con khủng long bạo chúa T-Rex của bạn, bay ra ngoài luôn, rất là ngầu luôn nha.
Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da thô rám và có màu xám xịt như mọi người, trông giống như một tảng đá lớn vậy. Chú có một chiếc đuôi dài và cong và bốn cái chân của chú nhìn này trông giống như bốn cây cột trụ vậy. Tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm nha. Và nhìn phần lưng của chú nè, hai dọc sống lưng chạy song song với nhau trông khá là nổi bật luôn. Chú có một chiếc cổ khá là dài và cái đầu của chú trông giống như đầu cá vậy. Chú là loài khủng long ăn thực vật nha mọi người. À, và đây mình có gì đây các bạn, Albatrosaurus, đây là khủng long Albatros khổng lồ của mình đây các bạn. Nhìn nó to quá trời to luôn kìa đó. Đấy, xịn chưa. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé luôn. Tuy nhiên bốn cái chân của chú khá chắc và khỏe và chú có thể chạy rất nhanh nha mọi người. Chú có làn da khá thô và cứng và trên sống lưng chú một vài những chiếc đai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Và chú có một chiếc đuôi khá ngắn nữa nha. Trên đầu chú có một cái bờm khá to và cứng và trên cái bờm đấy mọc đầy những chiếc sừng sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nha mọi người. Ngoài ra chú còn có một cái sừng khác ở trên mũi. Và đây chúng ta có một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Chú có làn da màu xanh sẫm và phần lưng thì lại có màu vàng. Và chú có một chiếc đuôi khá dài và nhọn nữa nha. Hai chân sau của chú khỏe mạnh và chú có thể chạy rất nhanh đó. Và hai chi trước của chú cũng khỏe không kém, tuy nhiên lại nhỏ hơn hai chi sau rất nhiều nha mọi người. Nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi đó. Đôi mắt của chú đỏ ngầu trông khá là dữ tợn như mẹ. Chú là loài khủng long ăn thịt. Oh, wow, và đây Chomper các bạn, đây là khủng long T-Rex phiên bản, nhìn khá là đáng yêu đó các bạn, với cặp mắt khá là to lớn luôn. Thiệt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé luôn nha mọi người. Hai chân sau và hai chân trước của chú khá là tròn trịa và yếu ớt. Chú có một chiếc đuôi khá ngắn và nhọn nữa nha. Chú có làn da màu xanh sẫm và khá là xù xì luôn. Và chú có một chiếc cổ khá là dài nữa nha mọi người. Và nhìn cái đầu của chú này trông khá là nhỏ bé luôn. Và cái mõm của chú cũng nhỏ không kém. Chú có một đôi mắt màu đen nha mọi người. Và đây là loài khủng long ăn thực vật nha. Ủa, chúng ta có một chú khủng long bảo chúa và là loài khủng long không dự ăn thịt nè mọi người. Chú có hai hàm răng khá là sắc nhọn luôn và chú có tên gọi là Iris nha mọi người. Chú có làn da thô dày và có màu xám xịt, tuy nhiên phần lưng và cổ chú một vài những chiếc đai sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có một chiếc đuôi khá thun và dài đó. Và nhìn nè, hai chân trước và hai chân sau của chú đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn giúp chú có thể tóm gọn. Ở bên đây mình có Indominus Rex các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long Indominus khá là to lớn luôn đấy các bạn. Có mồi một cách dễ dàng nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình màu xám nha mọi người. Làn da của chú màu xám, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xám đậm. Và phần sống lưng của chú nhô hẳn lên trông khá là nổi bật luôn nè. Chú có một đuôi khá ngắn và nhọn nha. Hai chân trước và hai chân sau của chú khá là dài và đầy gân rút chứng tỏ chú có thể chạy rất nhanh nha mọi người. Và nhìn kìa, chú có một chiếc mõm khá là nhỏ luôn. Đây là một loại khủng long. Wow, Iguanodon Dynaman đang chạy rất là nhanh trên một cái thung lũng khổng lồ, có vẻ là bị một khủng long nào nó dí rồi các bạn, bắt đầu chạy rất là lẹ luôn kìa. Ăn thực vật nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long trông giống như một chú bạch kè vậy. Chú có làn da màu nâu và xám và phần lưng thì lại có màu nâu nha. Và đuôi của chú cũng khá là ngắn nữa và đặc biệt đây lưng của chú là một cái vây khá to và lớn luôn nha mọi người. Chú khá là nhỏ nhắn, mọi chú di chuyển khá là chậm nha. Và chú có một đôi mắt đen nhánh và hai hàm răng sắc nhọn, chứng tỏ đây là một loài khủng long. Đây chúng ta có Dimetrodon không bạn, đây chúng ta có một loài Dimetrodon khổng lồ, nó rất là to lớn luôn kìa các bạn, nhìn một chút kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là tí hồng luôn, chú có làn da xanh dương khá thô và dày và trên làn da đó là vô số những chiếc đai nhọn trông khá là nguy hiểm nha mọi người. Chú có tên gọi là Ankylosaurus và chú có một chiếc đuôi khá là dài đó. Bốn cái chân của chú khá nhỏ và ngắn, nhưng họ chú di chuyển khá là chậm nha và phần đầu của chú được bao phủ bởi những chiếc đai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Tuy nhiên chú lại khá là hiền đó. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá xù xì và nhỏ bé nha mọi người. Trong tay chân trắng và chú di chuyển rất là chậm nha. Tiếng của chú
Triceratops khổng lồ các bạn. Rồi chúng ta một con khủng long Triceratops khá là to lớn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu đỏ nha. Chú có những vệt rạn màu đen chạy dọc khắp thân thể trông khá là nổi bật luôn. Và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nè nha mọi người. Hai chân trước và hai chân sau của chú khá là xương xẩu và một đài những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Chú có đôi mắt đen nhánh và hai răng sắc nhọn, chứng tỏ đây là một chú khủng long. Và đây chúng ta có gì đây các bạn, Velociraptor khổng lồ đi các bạn. Đấy, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đâu ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khổng lồ nha, và đây chi tiết những vết thương ở trên thân thể tỏ chú đã trải qua khá nhiều trận chiến rồi nha mọi người. Chú có làn da màu xanh lá và phần lưng mọc ra những chiếc gai sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nè. Chú có một chiếc đuôi khá thu và dài và những hai chân sau của chú này chắc khỏe vô cùng luôn rồi, to nữa nha. Tuy nhiên hai chân trước thì lại khá nhỏ bé và không thể có móng vuốt và có màu đen luôn. Wow, và đây Ceratops đấy các bạn, ở đây chúng ta một con lông Ceratops sâu đó thì các bạn, con này nó có những gai nhọn trên người để các bạn, cái phần đầu của nó thấy không, đấy có cái sừng nữa kìa. Và nay chúng ta có một chú khủng long đang đứng trên hai chân của chú ấy, trông giống như một chú kangaroo vậy. Chú có làn da màu vàng và một lưng thì lại có một xanh lá nha, và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Chú có những chấm đỏ chạy mọc khắp thân thể trông khá là nổi bật luôn này. Hai chân trước và hai chân sau của chú khá là cận triển và trông khá là yếu ớt nha mọi người. Và đặc biệt trên đầu chú có một cái sừng cứng và nhọn, chú là loài khủng long ăn thực vật nha. Oh, và đây là Brachiosaurus các bạn. Đấy, chúng ta có một con khủng long Bara khổng lồ luôn nha các bạn. To chưa kìa. Wow, ngầu quá chứ ngầu luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu tím, tuy nhiên phần lưng và cổ của chú thì lại có màu xanh dương nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn và trên lưng và cổ chú mọc lại những chiếc gai sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nè. Hai chân sau của chú khá là nhỏ, tuy nhiên lại khá là cơ bắp, chứng tỏ chú có thể chạy rất nhanh nha. Và hai chân trước của chú mọc lại những chiếc móng vuốt sắc nhọn, trông khá là nguy hiểm luôn này mọi người. Chú là loài khủng long ăn thịt. Wow, có lẽ như là con khủng long Massaka đó các bạn, hay là con Weosaurus gì đây này, đấy rất là to nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ như mọi người, chú trông giống như một chú Massaka khổng lồ vậy. Thân thể chú được bao bọc bởi một lớp vảy thô và dày và có màu cam nha, và đuôi của chú cũng khá là dài nữa. Đặc biệt trên lưng chú có một cái vây khá là lớn luôn. Bốn chân của chú chắc khỏe, tuy nhiên lại khá là ngắn, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm nha mọi người. Và chú có một đôi mắt màu đen này, hai hàm răng lợi chởm sắc nhọn, chứng tỏ đây là một loài khủng long ăn thịt nha. Ê, chúng ta có gì đấy các bạn? À, thì ra là con nghe này cho nó khổng lồ luôn nha. À, nhìn to chưa? Và đây chúng ta có một chú khủng long ăn thịt khác, tuy nhiên thân hình của chú khủng long này trông khá là dữ tợn luôn nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi siêu dài nè, thân hình của chú tuy một màu đen và được bọc bởi một lớp vảy khá thô và cứng nha. Phần lưng và cổ của chú với một vài những chiếc gai sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Và nhìn hai chân trước và hai chân sau của chú này chắc khỏe và dài trên thịt luôn nha mọi người. Đây nè, wow, và đây Indoraptor các bạn, chúng ta có một con khủng long Indoraptor với các bạn, nhìn nó to chưa kìa, đó xịn chưa. Ở đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu hồng có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Chú có một cái vây khá lớn ở trên lưng và đuôi của chú mọc ra những chiếc gai sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có làn da xù xì và thân hình khá là rắn chắc, hai chân sau khỏe mạnh và chạy rất là nhanh nha. Hai chân trước hoặc là những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó giúp cho chú săn mồi một cách dễ dàng như mọi người. Cổ của chú mọc lại dài nè, và chú có... Oh, và đây là con khủng long Spino khổng lồ của mình thì các bạn, nhìn nó to chưa vậy, thấy không? Đây là một chú khủng long Spinosaurus khá là lớn, có một đôi mắt màu đen, và đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu cam và khá là xù xì luôn. Thân hình của chú khá là nhỏ bé nha mọi người. Hai chân trước và hai chân sau của chú khá ngắn và trọng tịa và trông khá là yếu đuối luôn. Chú có một chiếc đuôi khá nhọn và ngắn nha. Và phần lưng và đuôi của chú có những đốm màu đen trông khá là nổi bật luôn nè mọi người. Cổ của chú khá dài nha, và trên đầu của chú nhô lên một cục
trông giống như một tảng đá vậy. Trông khá là ngộ nghĩnh có đúng không nào, chú là loài khổng lồ ăn thực vật nha. Wow, với chiếc Spherosaurus không à? Đấy, ở đây chúng ta có một con khủng long với cái đầu là có lớp giáp rất là dày trên đầu luôn nha. Ở đây chúng ta có một chú khủng long to lớn có thân hình màu xanh lá một người. Thì tuy nhiên phần sống lưng của chú thì lại có màu xanh dương và chú có một chiếc đuôi khá là dài. Hai chân trước và hai chân sau của chú khá là chắc khỏe, tuy nhiên lại khá ngắn nha mọi người. Thân hình của chú to lớn và đặc biệt trên đầu của chú có hai cái bờm khá là to, nhìn trông khá là bắt mắt luôn. Hai hàm răng sắc nhọn chứng tỏ chú là một loài khủng long. Và đây là con Dilophosaurus, các bạn có thấy con khủng long Dilophosaurus đấy, các bạn nhìn nó to chưa kìa đó. Khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có tên gọi là Velociraptor nè mọi người. Chú có thân hình khá là nhỏ bé và có một chiếc đuôi siêu dài luôn. Thân hình của chú có làn da màu trắng xám và phần lưng và cổ thì lại có màu đen nha. Và nhìn bốn cái chân của chú này trông khá là khỏe mạnh luôn mọi người, khá là xinh xảo và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn trông rất là nguy hiểm luôn. Nó giúp rất nhiều cho chú trong việc săn mồi và xé xác con mồi nha. Chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long ăn thịt khác, tuy nhiên chú khủng long này có thân hình siêu nhỏ luôn. Chú có một chiếc đuôi khá dài và cong nè, thân hình của chú có làn da màu xám và phần lưng thì lại có màu nâu và một vài những chiếc gai sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nha mọi người. Hai chân sau của chú khá ngắn và nhỏ, tuy nhiên lại có màu đen tuyền nè, và hai chân trước thì một vài những chiếc móng vuốt sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nha. Cái miệng đại răng của chú chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây là ba giót các bạn, ở đây chúng ta có một con khủng long ba giót này, các bạn nhìn nó to siêu kìa, thấy không? Wow, nhìn ngầu quá chứ ngầu luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khổng lồ và khá là gần gũi, chú có một chiếc đuôi khá to và dài nha. Chú có làn da màu xanh lá pha lẫn màu vàng trông khá là nổi bật luôn. Và nhìn hai chân sau của chú này to lớn vô cùng luôn nha mọi người. Thì tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại không hề có móng vuốt và trông khá là vô dụng luôn nha. Cổ của chú khá là xù xì, đôi mắt của chú có màu xanh lá nha mọi người. Và đây cũng khủng long Spino vừa mới hạ gục một chú khủng long bạo chúa khổng lồ của bạn, thì các bạn nhìn rất là xịn luôn nha. Cái miệng của chú đại răng nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu cam và chú có thân hình khá là nhỏ bé nha. Chú có tên gọi là Brachiosaurus. Phần sống lưng của chú thì lại có màu đen nha mọi người. Bốn cái chân của chú trông khá là nhỏ bé và yếu ớt, vì vậy chú di chuyển rất là chậm đó. Và chú có một chiếc cổ khá là dài nha mọi người. Và trên chiếc cổ ấy là một cái đầu trông rất đáng sợ, trông giống như đầu rắn vậy. Tuy nhiên chú rất là hiền và chú thường ăn nhỏ. Và đây mình coi gì đây các bạn, một con khủng long Brachiosaurus khá là lớn luôn kìa các bạn. Nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Những chiếc lá cây ở trên cao. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé, tuy nhiên rất răng rắc rắn chắc và xương xẩu nha mọi người. Đuôi của chú khá thun và dài luôn. Bốn cái chân của chú mọc lại những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Và những kia cái cổ của chú được bao bọc bởi hai cái bờm mọc đối xứng nhau tạo thành một vòng tròn nha mọi người. Và cái đầu của chú cũng có hai cái. Wow, và đây là Dilophosaurus đấy các bạn. Đây chúng ta một con khủng long Dilophosaurus thì các bạn, con này rất là to lớn luôn các bạn, nhìn nó to chưa kìa đó. Con này cao đến tầm 1.8m chứ không hề nhỏ đâu các bạn, rất là lớn luôn ấy. Sợ luôn nha. Và cuối cùng chúng ta có một chú thằn lằn bay nha mọi người. Chú có thân hình khá là lớn và nhìn này, cái miệng của chú có thể mở ra được nè. Miệng chú khá dài và nhọn và chiếc lưỡi của chú đỏ thắm luôn. Chú có hai hàm răng sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Và chú có một cái sừng khá cứng và to ở trên đầu nữa nè. Hai cánh chú khá là dài nha mọi người, và chú có thân hình khổng lồ và đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Và đây là những chú khủng long mà mình đã nhặt được nha.